để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là MK đây và ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với tập thứ ba của series Nớp no phi Và trong tập trước thì các bạn đã biết là mình đã đi vòng vòng Và mình không có tìm thấy được cái cách nào á Để mà Ờ, giải quyết được cái vấn đề là cái tàu của mình đã bị mất những cái phụ kiện rất là quan trọng như là cái cục máy rồi các thứ thì ngày hôm nay chắc là mình sẽ phải đi vào làng và chúng ta sẽ cần phải gặp trưởng làng ủa sao ở đây có nhiều châu bò vậy ồ oh, sao ở đây có nhiều châu bò ồ đây có nhiều châu bò vậy ta để mình tới đây con mình coi mình có thử địa chủ đây... người cứ liệu hồn đấy không bắt chúng vô chuồng được thì như đòn What the hoác Con đấy Người làm hu hu tôi ngủ quên nên cho bò để sống ra ngoài hết rồi Bột mình tôi không thể nào bắt chúng lại được Mình có nên giúp họ không ta uhm, Từ từ Để ta giúp ngươi Vậy thì tốt quá Hãy giúp ta Ngày lương hôm nay coi như ta tặng ngươi Ây chà Ây dạ Đừng có cách sáo quá đi đó mà Để ta giúp ngươi Bẹp Wow, anh ấy thật là hào phóng, anh ấy cho mình 32 cái nanh vàng uh, Vậy là mình cần phải uh, giúp anh ấy là... Uh, wow, có sẵn dây đây luôn nè sẽ Lười vậy Ok, bây giờ mình sẽ giúp anh ấy là... Uh, đem mấy con bò với con heo vào chuồng đúng không cho cho tên địa chủ gian ác hung dữ kia thì nếu như bạn nào thích series nấp phi lưu ký này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like nha và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình thì mình sẽ có động lực để làm thêm những cái tập tiếp theo ô xem mình đưa vào không được đi vô đi vô đi vô đi vô à vô từng con mới được vô nhiều con quá không được mày tránh ra đi bây giờ mình sẽ đứng đây để đưa vô đi vô rồi hai con rồi mình sẽ đóng cửa chuồng lại trời ơi ngủ làm cái gì mà để cái cửa chuồng này nè đó nó mở ra như thế này mà biểu sao mà 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 mấy con có mấy con trâu con bò nó không có chạy ra ngoài được thì bây giờ mình sẽ um, lấy uh, dẫn dẫn trâu vào một uh, lộn vẫn bò vào một chuồng và dẫn heo vào một chuồng cho nó xong cho nhanh đi trời ơi tự nhiên cái rồi cho mình tiền rồi mình phải làm cái công việc dắt trâu dắt bò này thiệt là mệt quá đi, đáng lẽ là mình phải đi kiếm cái 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 đồ để mình sửa cái cái tàu quay của mình và mình quay về thế giới của mình, mình đã bị kẹt ở trong thế giới kim cương này lâu lắm rồi các bạn ơi, à, ai nói mà 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 kim cương là thích đâu, mình không thích kim cương tí nào luôn á, bây à, giờ mình sẽ làm cho xong nha, chỉ còn hai con nữa thôi là mình đã xong rồi, à, mệt quá, trời ơi công việc gì mà mệt mỏi quá đi, đẩy vô coi vô đi ê đừng ra đừng ra Ôi mình đẩy có con có sợi dây vô được thì có con khác ê đừng đi ra đừng đi ra ôi ôi cái cái tụi này rồi tao mệt rồi nha tao bắt đầu thấy tạm thấy mệt mệt rồi đó tụi mày có đi vô không đi vô đi vô đi vô đừng có giỡn mặt như tao đi vô đi vô lên đi vô đi vô, vô, vô. vô, vô, vô nè Trời ơi, không chịu vô à, Đi vô đi Trời ơi à, Cuối cùng thì cũng xong, ok mình sẽ trả lại sợi dây, anh ơi, tôi trả lại sợi dây cho anh nha oh, Thật là may mắn các bạn ơi, mình đã được uh, 32 tiền ui Trời ơi, chắc là mình sẽ phải đi uh, kiếm trưởng làng thôi Trưởng oh, làng ở đâu ta? Trưởng làng ở chỗ nào ta? Chỗ nào... Uh, thường á, trưởng làng hay ở trong mấy cái nhà này lắm Những cái nhà này là cái gì ta? Bên này có không? Ừ, không có rồi Bên này có không? Không phải Để mình vô đây thử coi Wow Đây rồi, đây rồi, đây rồi Trưởng làng đây rồi các bạn ơi Ờ, à, Amethyst trưởng làng Xin tự giới thiệu Ta là trưởng làng Ta đã nhận chức được 20 năm rồi Vâng Chẳng hay ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? À không ta chỉ tự đi ngang qua đây thôi có nên gì không thôi không được mình phải hỏi ta muốn hỏi một số chuyện người cứ tự nhiên chuyện gì ta biết được ta sẽ nói cho người mà bây giờ mình sẽ hỏi ổng về cái chuyện về con tàu của mình coi thử ai á, là, là, là người đã đã lấy cái cái uh, những cái phụ kiện ở trong cái con tàu của mình nha các bạn à có phải con tàu cách đây mấy hôm vừa rơi xuống thế giới của chúng ta phải không khi đấy ta thấy một nhóm tay sai ở trên của tên trùm ác bá đã tớ và mang đi một số thứ trong đấy Nếu ngươi muốn biết nơi ẩn nấu của hắn thì ta không thể nói được Chỉ biết nó nằm ở rất xa và căn cứ đó là một pháo đài kim cương bất khả xâm phạm Chết rồi bạn ơi Nếu như nó là một cái pháo đài kim cương bất khả xâm phạm thì làm sao mình có thể vào được đây, ok để mình hỏi thử coi có cách nào mà để đánh bại hắn ta không? tại vì hắn ta đã lấy những cái đồ của mình, hắn đã lấy những cái cái gọi là những cái máy móc ở trong cái cái, cái con tàu của mình khi mà con tàu của mình đã đáp xuống thì bây giờ mình sẽ phải đi tìm hắn để đòi lại vậy làm thế nào để ta đánh bại được hắn? À, ta không chắc những chiến binh giỏi nhất do ta cử đi đều đã bật vô âm tính nhưng người muốn đi tìm Ê nhưng ngươi muốn hãy đi tìm thợ rèn Hắn có thể giúp ngươi có được bộ bộ giáp tốt hơn để lên đường tiêu diệt hắn À này, nếu ngươi tiêu diệt được hắn, hãy quay về đây tìm ta Ta sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh Wow Tức là những cái người giỏi nhất ở trong làng các bạn à Đã để bị gọi là chết rồi Khi mà cái ông trưởng làng ông, ông ra lệnh là phải đi tìm cái tên ác bá đó Nhưng mà à, hắn hắn đã giết những cái 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 người mà giỏi nhất của ngôi làng này rồi không biết mình có thể nào mà chiến thắng được hắn không thì bây giờ cái ông trưởng làng này ông kêu là hãy đi tìm thợ rèn hắn có thể giúp ngươi ok thì bây giờ mình sẽ đi tìm thợ rèn ha để mình coi thử uh, mình sẽ phải uh, gọi là chiến đấu với hắn như thế nào hoặc là mình sẽ được cho bộ đồ hoặc là như thế nào đó để mình có thể uh, đi tìm hắn rồi đánh bại hắn nha nhưng mà các bạn phải lưu ý á là lúc nãy ổng ổng nói mình á là ổng không biết hắn ở đâu nhưng ổng biết được á là cái căn cứ đó nó là một cái pháo đài kim cương đấy các bạn phải lưu ý là một cái pháo đài kim cương thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái cái, cái, cái gọi là cái thông tin này để mình đi tìm hắn ha nhưng mà trước đi khi mà đi tìm hắn á, thì mình sẽ đi qua bên uh, thợ rèn cái đá. Vâng, đã vâng ta lên đường đây ok bây giờ mình sẽ phải đi kiếm nhà của thợ rèn mấy cái thằng dân làng này nó là mình nhứt cái đầu ghê à nhà thợ rèn đây đúng không ồ đây có cái giếng ờ, đi qua đi qua pem 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 Bây giờ chúng ta sẽ đi qua nhà của thợ rèn nữa coi Đây, nhà của thợ rèn Wow Hello Ngươi tìm ta để làm gì Hãy đi đi, ngươi không thể chiến thắng được hắn đâu Vãi đồi Thật luôn á, mình là mình rất là tự tin luôn mình Tự tin vào cái tài của mình Nhưng mà những cái người này họ không tin mình Ok, mình sẽ hỏi ông là tại sao Tại sao Vì đã có rất nhiều người nằm xuống Ta không muốn nhìn thấy thêm cảnh người chết vì hắn ta nữa à tức là ổng không phải là không tin tưởng mình mà ổng là ổng không muốn là có thêm người chết vì cái tên ác bé này nữa ok nhưng mà không mình sẽ chiến thắng được hắn nếu vậy người hãy mang tiền đến đây ta sẽ bán cho người còn sống chết là do trời quyết định phải mình có tiền rồi nè ok mình có tiền rồi nhưng mà ổng nói là sống chết thì do trời quyết định Tức là có thể là mình sẽ bị chết hả Ôi sợ quá Rồi bây giờ mình sẽ uh, Mua một số đồ À ổng có bán Wow Ổng có bán rất là nhiều cây kiếm này các bạn Ổng uh, có bán thêm một cái Vái nồi bộ váy uh, Nhưng mà không Nhưng mà mình cũng phải mua thôi Tại vì uh, mình không có giáp Bây giờ mình sẽ phải mua cái bộ váy này bận vào Trời ơi, sao tôi lại phải bận váy như thế này? Ồ cái kiếm, để mình coi kiếm kim cương 7 đam, zone 6 đam. Cái cây này 7 đam, cây này 8 đam, Emberro 8 đam, cây này 10 đam. Ok, mình sẽ mua cây kiếm 10 đam. Rồi, cảm ơn ông. Rồi, bây giờ mình sẽ <cười> 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 Chiến binh mặt váy. Ok. Thì uh, mình đã mua được một bộ set đồ rồi. Thì uh, bây giờ mình sẽ uh, ồ oh, đúng rồi mình sẽ phải đi mua một ít đồ ăn nữa các bạn ơi ồ oh, đây tạp hóa đây ly 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 phải nơi ly ly mà sao lại con trai ồ oh, mình sẽ mua ồ oh, có bán táo vàng nữa ok mình sẽ mua hai stack thịt ờ uh, mấy trái táo một trái táo vàng wow rồi mình sẽ mua 5 trái táo vàng ờ uh, một trái táo in chan và 16 uh, miếng thịt thì bây giờ mình sẽ đi lên đường đi tìm cái tên nhân đó ác bé đó để trả thù cho dân làng cũng như là mình sẽ phải đi tìm lại những cái món đồ mà hắn đã lấy cắp từ con tàu vũ trụ của mình để mình dịch chuyển về lại cái thế giới của mình nhưng mà bây giờ phải tìm hắn ở đâu đây thì bây giờ mình sẽ phải đi vòng vòng ở đây thì mình sẽ đi qua những cái khu vực nào mà có gọi là uh, cái cái nãy lúc nãy ông ông trưởng làng thì ông kêu là phải có cái lâu đài kim cương Thì uh, bây giờ mình sẽ Dựa vào cái tình tiết đó Mình sẽ đi kiếm cái lâu đài kim cương thì Cái lâu đài kim cương thì uh, mình sẽ tìm ra được cái tên ác bé đó các bạn ạ à. Ok mình đang đi tìm rồi các bạn Thì uh, lúc nãy mình đã thấy được một cái lâu đài Không biết có phải không Đó cái lâu đài kim cương nhưng mà nãy giờ mình Mình đã đi gặp Rất là nhiều những cái con quái vật các bạn ơi Thì uh, ở đây á uh, Thì uh, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều quái vật và cho các bạn biết một cái tin đó là cây kiếm này nó chỉ có 100 độ bền thôi <laughs> Tức là cái độ bền nó rất là thấp Nó thấp hơn cái kiếm kim cương rất là nhiều luôn Thì không biết là mình có thể mà chống chọi với tụi nó được không nữa nè Rồi bây giờ mình sẽ uh, kiếm đường leo lên cái uh, Kiếm đường leo lên cái uh, tò thành kim cương đó nha các bạn rồi, <laughs> tránh ra, tránh xe ra Tránh ừ, xe ra, chạy thôi các bạn ơi Ôi, ghê quá, ở đây nhiều quái vật quá Ui, tránh xe tao ra, ui, có phù thủy nữa Ui, mình phải chạy vô đây thôi Ôi, à Ô, à, mình chắc, mình chắc phải ăn một quả táo quá Ô, ô, ok, mình đã, mình đã vào được cái tòa thành rồi ô, có đồ gì không Để mình coi thử trong những cái rương này nó có đồ gì không Để mình còn, ô, uh, oh, kim cương mình coi thử mình sẽ đi con trong cái lâu đài này có cái gì wow có đồ này ồ oh, có sắt có vàng ồ oh. oh, có ripper nữa no oh, đừng đừng nó ồ oh, cái kiếm mình không biết có chống chọi được với tụi nó không đây nữa ồ oh, Sắt cái vàng ờ oh. ờ oh, đường cục rồi chết rồi Bây giờ mình sẽ phải sống sót ở trong cái lâu đài này các bạn ơi phải đi kiếm được cái tên chùm ác bé mới được ui ơi ghê quá ui ơi sao tròn cho tôi là vàng không vậy cho tôi cái gì khác đi cho tôi cái kiếm chẳng hạn lên đây coi u uh. uh. wow có cái gì nè đi qua hướng bên này nữa coi mình phải uh, chắc là hắn ở đâu đó ở trong này thôi mình sẽ đi kiếm thôi coi wow <laughs> Hero Baron What the heck Hero Baron Là cái gì Là ai Hồi oh, giờ mình chỉ nghe là Ở trong Minecraft chỉ có là Hero Prime Hoặc là uh, Những cái con như là ô oh, Hero Oh No No Oh Nó mới văng ra cái cây gì vậy Oh Có mấy con play nữa Không không Mình sẽ chém đó mini nữa baby hero nữa no no hero brand oh nó rớt ra kia rớt ra kia rìu wow nó rớt ra u đúng rồi các bạn ơi đúng rồi đây là những những cái 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 vật dụng ở trong máy ở trong ở trong ở trong ở trong máy của mình nè những cái này là những cái vật dụng ở trong ở những trong cái 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 tàu của mình nè đúng rồi nó rớt ra nè các bạn đúng rồi à vậy là mình đã vào đúng căn cứ rồi. bây giờ mình đã vào đúng căn cứ của 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 của, của tụi nó. Oh, có một cái kiếm kim cương. oh oh tuyệt vời tuyệt vời. yeah nó rớt ra một cái kiếm kim cương các bạn ơi. u oh, có cây rìu nữa nè. oh còn rất là đông. mình không biết là có đánh lại tụi nó không. tụi nó đông lắm. u oh, sao đây máu nhiều vậy. thôi oh, tránh ra tránh xe tao ra tránh ra đó nó rớt những cái vật dụng trong trong cái Ui, sợ quá, heroプリン nữa vãi nồi heroプリン rồi rớt đi rớt đi chết đi chết đi chết đi tụi mày chết đi đừng tới đây à, nó đánh mình trúng độc rồi các bạn à, cái dép của mình cùi quá chết tôi rồi chết rồi máu máu nhiều lắm các bạn ơi có lẽ là nó 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 để giết người ở đây rất là nhiều Tụi nó là cây đây, đây là căn cứ của tụi nó ờ, đây là có lẽ là máu của những cái người mà ờ, gọi là những cái chiến chiến binh á những cái chiến binh tụi nó đây đây này có vết máu đây nè những cái chiến binh mà 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 để trong được trưởng làng cử cử đi ấy ô vết máu hero <laughs> pride what the fuck Giờ làm sao mình đánh lại nó đây nó, nó nó rất là nhiều máu Nó tới 50 máu lận Tránh ra đi con Hero Brin Hero à, Nó nói gì kìa Ui Ui ở đây nó nó còn có kẹt Play nữa à, Hero Giết nó Ui à, à, Mấy con này tránh xe tao ra Tụi mày tránh xe tao ra Chết đi Chết đi chết đi trời ơi con nhỏ nó cũng mạnh hơn con lớn nữa à à hero ôi ôi nó cũng yếu rồi uh, ta sẽ giết người ha ha ô đúng rồi đúng rồi các bạn ơi đây là những cái cổ máy của mình nè yeah yeah chúng ta đã lấy lại được những cái cổ máy rồi mình có thể uh, mình có thể dịch chuyển về lại được rồi hoa wow đã quá đã quá ôi mình chạy về thôi mình chạy về thôi Ồ, lúc nãy ông trưởng làng á ông kêu á là mình á khi mà giết được uh, tụi uh, tụi uh, ác bé này nè thì uh, hãy quay về chỗ ổng ổng sẽ thưởng ồ đã quá ôi bây giờ mình sẽ 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 phải uh, chạy thôi ui con này ở trong này nó có mấy cái con gì xì lửa mạnh quá ui ok bây giờ mình sẽ kiếm đường quay về lúc nãy mình chạy lên từ ngõ này đúng không ta ồ mình sẽ quay về thôi rồi để mình uh, coi thử cái đường nào mình quay về nha thôi mình đang chạy về đây, thôi sắp tới thành của mình rồi. ok, thì trong tập này mình đã tiêu diệt được tên ác bá cũng như là lấy lại được những cái đồ mà mình cần để chuẩn bị xây xây lại cái tàu của mình và mình sẽ quay về thế giới của mình. mình không còn ở thế giới kim cương nữa. thì nếu như bạn nào thích cái series nó phi lưu ký này thì đừng quên để lại cho mình một like và những cũng như là để lại cho mình một xe và ngồi ra đạt được. Uh, 3.000 like và 50 chia sẻ thì mình sẽ làm tập tiếp theo của Nốt Phiêu Lưu Ký tập thứ tư á, thì tập này là tập thứ ba và làm tập thứ tư và để coi thử tập thứ tư mình có quay trở về được thế giới thực của mình không nhá? thì nếu như bạn nào thích thì đừng quên để lại like nhé. còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng tập này ở đây để kết cục như thế nào và mình sẽ nhận được thưởng được cái gì ở trong tập sau các bạn hãy cùng đón xem nhé. còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp nhé.